Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, người ta thường nói rằng đúng người nhưng sai thời điểm. Thời điểm là cái mốc rất quan trọng trong việc chinh phục phụ nữ. Bạn rất thích một cô gái, nhưng thời điểm mà bạn ngỏ lời lại không phù hợp. Phụ nữ là động vật cảm xúc. Các bạn luôn nhớ điều này. Khi nào phụ nữ dễ dàng buông xuôi nhất? Khi nào phụ nữ mềm lòng nhất? Khi nào phụ nữ cần một người đàn ông nhất? Trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những thời điểm mà phụ nữ khao khát có một người đàn ông bên cạnh nhất, quý vị nhé. Thời điểm thứ nhất là thời điểm mà cô ấy vừa rời khỏi vòng tay của gia đình và bước chân vào xã hội. Phụ nữ trong giai đoạn này vừa bước vào xã hội sẽ cảm thấy chưa quen về mọi mặt, cô đơn, bơ vơ, cần một người trưởng thành dìu dắt. Và ở thời điểm này, nếu người phụ nữ chưa yêu, thường sẽ có ham muốn yêu đương rất lớn. Cô ấy có thời gian để yêu một cách tự do, có thể tự do kiểm soát thời gian của mình mà không cần sự ràng buộc của cha mẹ. Nếu trong thời điểm này, phụ nữ gặp một người đàn ông có thể có khả năng dìu dắt, hỗ trợ, giúp đỡ họ, thì chẳng mấy chốc cô ấy sẽ ngã vào vòng tay người đàn ông đấy. Mình ví dụ những cô gái mới ở quê ra thành phố lao động hay học tập. Có những cô gái 12 năm học không thích một ai, nhưng khi vừa bước chân vào đại học chưa đầy một tháng đã có bạn trai rồi. Đây là một ví dụ rất điển hình. Hoặc là những cô gái đi làm việc ở các khu công nghiệp hay là xuất khẩu lao động nước ngoài cũng thế, rất dễ dàng có bạn trai. Vậy thì đây chính là thời điểm mà phụ nữ khao khát có đôi có cặp nhất. Các chàng trai nếu tận dụng tốt thời điểm này sẽ giải quyết được vấn đề bạn gái. Nhưng hãy nhớ rằng phụ nữ khi mới bước chân ra xã hội rất mê những anh chàng ga lăng, chịu chi và chu đáo các bạn nhé. Thời điểm thứ hai mà phụ nữ khao khát một người đàn ông cho mình, đó là khi những người xung quanh đều đã có bạn trai, chỉ còn mình cô ấy độc thân. Đừng nói là phụ nữ không tủi thân và không ganh tị với những người bạn của mình khi họ có người yêu hết. Lúc này, phụ nữ sẽ đặt ra câu hỏi cho mình rằng tại sao mình lại không có người đàn ông nào yêu? Hoặc là mình thua kém gì với những người bạn của mình? Dù họ không thể hiện thái độ ra bên ngoài, nhưng trong lòng họ rất khó chịu. Họ cũng muốn có một người đàn ông để bằng bạn, bằng bè. Nếu các bạn từng trải qua thời gian thuê nhà ở trọ cùng với vài người bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó. Ví dụ một cô gái sống cùng với hai người bạn gái khác và hai người đó đều có bạn trai, thì cô gái còn lại lúc nào trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Họ cảm thấy tủi thân và rất khao khát có người yêu. Tuy nhiên, điều cản trở của họ là không gặp người đàn ông nào đủ chân thành. Hoặc là ví dụ khác, khi mấy cô bạn gái thân thiết đều có đôi có cặp, họ thường xuyên tụ tập rủ đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Trong khi đó, còn sót lại một cô gái không có bạn trai. Trong hoàn cảnh này, cô gái chưa có bạn trai, luôn thèm khát là sớm có người đàn ông của đời mình. Bởi vì sao? Vì mỗi lần nhóm bạn đi chơi, chẳng lẽ mình lại thui thủi một mình? Điều đó thôi thúc người phụ nữ tìm kiếm đàn ông và họ dễ dàng chấp nhận một người đàn ông hơn bình thường. Hãy lưu ý là phụ nữ lúc này thường rất dễ xúc động. Chỉ cần những người đàn ông xung quanh họ tốt hơn một chút và chăm sóc họ tốt hơn một chút, thì trái tim phụ nữ sẽ như hoa nở.
cả thế giới đều trở nên tươi đẹp. Vì vậy, ở thời điểm này, chỉ cần đàn ông đối xử chân thành thì phụ nữ nhất định sẽ bị bạn mê hoặc. Thời điểm thứ ba, đàn ông rất dễ chinh phục một phụ nữ, đó là khi cô ấy thất bại. Lý do khiến nhiều phụ nữ không muốn kết hôn, không muốn yêu đương là họ cảm thấy mình có thể đảm đương được cuộc sống, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân và không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, phụ nữ thường không nhận ra tầm quan trọng của đàn ông ở bên cạnh. Nhưng khi gặp thất bại, thì suy nghĩ của họ lại hoàn toàn khác. Cô ấy sẽ cảm thấy mình nên có một chỗ dựa, nhất là những lúc cô đơn, lẻ bóng và áp lực cuộc sống quá lớn. Thực ra, khi bất lực nhất, người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ rằng giá như có một người đàn ông nào ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Vì vậy, phụ nữ dễ bị tổn thương và cần đàn ông che chở. Đặc biệt, khi người phụ nữ gặp khó khăn và một mình phải đối mặt, nếu người đàn ông có thể xuất hiện và giúp đỡ họ, thì người phụ nữ không chỉ biết ơn mà còn cảm thấy người đàn ông ấm áp và muốn dựa vào. Vì vậy, thời điểm này phụ nữ thường rất dễ xúc động với đàn ông. Chỉ cần đàn ông nắm bắt tốt cơ hội thì việc hạ gục trái tim người phụ nữ không thành vấn đề. Thời điểm thứ tư là khi phụ nữ mới chia tay. Nếu nghiên cứu về tâm lý phụ nữ thì đây là thời điểm mà tâm lý phụ nữ cực kỳ khổ mạng. Phụ nữ khi yêu thường dồn hết tình cảm cho đàn ông, hay còn gọi là yêu tất tay, có gì dâng hiến hết. Chính vì điều này nên khi tình yêu đổ vỡ, họ thường trở nên đau khổ, mất phương hướng. Có những người phụ nữ bị trầm cảm vì điều đó. Nhiều người mất cả một năm trời vẫn chưa lấy lại được tâm trạng tốt nhất. Sẽ có những phụ nữ không chấp nhận một người đàn ông khác vào lúc này, bởi vì tình cảm mà họ dành cho người mới chia tay còn rất là nhiều. Thậm chí nhiều người còn hy vọng là sẽ hàn gắn được mối quan hệ đó. Mặt khác, trái tim vừa trải qua sự đổ vỡ thường rất mong manh và họ không muốn nó bị tổn thương thêm một lần nữa. Tuy nhiên, đó phần lớn là suy nghĩ của đàn ông. Còn phụ nữ bây giờ hình như đã khác. Nhiều phụ nữ sau khi chia tay, họ sẵn sàng bắt đầu với một mối quan hệ mới ngay lập tức. Tâm lý này được gọi là tâm lý trả đũa của phụ nữ. Đặc biệt là khi bị người đàn ông đơn phương chia tay, một cô gái sẵn sàng yêu ngay một người đàn ông khác. Họ muốn thể hiện bản thân mình, muốn cho người yêu cũ biết rằng họ không phải là người vô giá trị. Họ kiếm đâu cũng được đàn ông. Và nhiều người phụ nữ khác thì có tâm lý là muốn lấp đầy sự trống trải mà người yêu cũ để lại. Nhiều đàn ông nghĩ rằng cuộc tình này chỉ là chắp vá, không đi đến đâu cả. Tuy nhiên, nếu nghĩ như vậy là chưa chính xác. Bởi vì nếu bạn thực sự yêu một người phụ nữ thì lúc này bạn nên cho cô ấy sự an ủi, quan tâm và cùng cô ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Khi phụ nữ hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ cũ, thấu hiểu được sự chân thành của bạn, cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý với bạn. Tất nhiên, nếu đó là một tình yêu thật sự chứ không phải trò chơi. Quý vị và các bạn thân mến, trên thực tế, nhiều phụ nữ bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, bất khả xâm phạm, nhưng bên trong lại thường mỏng manh, dễ rung động, dễ ấm ức. Vì vậy, trong 4 thời điểm mà Khánh Ngọc vừa chia sẻ, chính là khi mà phụ nữ dễ rung động nhất. Đàn ông hãy nắm bắt những cơ hội này để có được người phụ nữ mình thích các bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay xin khép lại tại đây.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.